À, còn bây giờ thì có lẽ chúng ta nên mời quý vị khán giả hồi hộp và chờ đợi theo dõi xem ai sẽ là người may mắn đầu tiên trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức. Và bây giờ Hồng Phượng sẽ quay ngay vòng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên và bây giờ xin mời anh Nghĩa, anh hãy đọc to lên số điện thoại này cho mọi người cùng biết nhé. Không biết sẽ là ai đây ta? Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe xem số điện thoại này có phải là số điện thoại nhà của mình hay không nha. 0890050551. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên của chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại đầu tiên này. Và anh Nghĩa ơi, hồi nãy thì anh Phó Hồ Ninh có nhắc với chúng ta rằng phần thưởng ngày hôm nay là 30 triệu đồng. Thì chắc chắn rằng các bạn thí sinh của chúng ta ngày hôm nay còn hồi hộp hơn là các bạn thí sinh ở những lần trước nữa. Vậy thì anh Nghĩa có điều gì để dặn dò các bạn không? Chỉ muốn nói với các bạn một điều rằng các bạn hãy thật bình tĩnh để đưa ra câu trả lời của mình nha. Bởi vì các bạn bình tĩnh thì các bạn mới đủ sáng suốt mà lựa chọn một câu trả lời thật chính xác. Chúc các bạn thành công. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình. Xin chào bạn ạ. Alo. Alo, xin chào anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phượng. À, không biết anh chị có nhớ em không ạ? Em thân mến, nên bởi vì anh chị không được nhìn thấy mặt của em, chỉ nghe tiếng nói thôi, thành ra có lẽ là anh chị không nhớ em là ai đâu. Vậy thì bây giờ em hãy giới thiệu cho anh chị biết cũng như giới thiệu cho quý vị khán giả được biết về bản thân của mình luôn đi nào. Dạ, em tên là Vĩ Hoàng, học sinh lớp 11 trường Marie Curie. Đây là lần thứ hai em đến với chương trình quà tặng tri thức. Wow, đây là lần thứ hai em đến với chương trình quà tặng tri thức à? Dạ. Rất vui vì lại được gặp lại bạn trong chương trình quà tặng tri thức. Và bạn ơi, bây giờ khi mà trở lại với chương trình thì bạn có cảm giác như thế nào ạ? Dạ, bây giờ em cũng biết nói sao hết trơn á, em vui lắm ạ. Bây giờ anh Nghĩa hỏi em một chút xíu nha. Lần đầu tiên khi em đến với chương trình quà tặng tri thức á, thì lần đó em trả lời câu hỏi đúng hay là sai? Dạ sai. Rất tiếc là lần đó em trả lời sai. Chính vì thế em quyết tâm em tiếp tục đăng ký tham gia chương trình đúng không nào? Dạ. Và em, lần thứ hai này em phải gọi điện khoảng bao nhiêu cuộc điện thoại em mới trở thành người may mắn tiếp theo? Em cũng không nhớ nữa, nhiều lắm ạ. Cuối cùng thì sự cố gắng, sự bền bỉ của người bạn chúng ta cũng đã có kết quả rồi. Xin chúc mừng em lần thứ hai đã quay trở lại với chương trình. Và hy vọng rằng lần này đến với chương trình em sẽ gặp thật nhiều may mắn nha. Còn bây giờ thì trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình thì xin mời bạn hãy chọn một trong những bảng logo đang có mặt ở đây. Dạ, em chọn logo số 8. Logo số 8. Và chúng ta cùng xem phần quà dành cho người bạn của chúng ta đó là gì. Đó chính là một chiếc TV. Bạn ơi, bạn có còn nhớ là phần quà lúc trước, lần trước mà bạn chọn khi đến với chương trình quà tặng tri thức là phần quà gì không? Dạ là TV ạ. Cũng là TV luôn. Lần trước học một chiếc TV rồi, bây giờ lại là một chiếc TV. Vậy thì em có tin chắc là lần này em sẽ đạt được chiếc TV này không? Em cũng không biết nữa, chắc 50-50 quá. Ôi ôi, sao mà kém tự tin thế em trai, cố gắng lên nha. Và bây giờ mời em lắng nghe câu hỏi đây. Đây là một câu hỏi về đề tài lịch sử. Vị vua nào sau đây đã chủ trương dùng chữ Nôm thay cho chữ Hán ở nước ta? Em có 4 sự lựa chọn. A. Quang Trung. B. Lý Thái Tổ. C. Lê Thái Tổ. Và D. Đinh Tiên Hoàng. Em sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho em. Bắt đầu. Em chọn câu B. Vẫn còn thời gian bạn ơi. Quyết định chưa ạ? Dạ rồi ạ. Và bây giờ cũng trùng khớp là chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Vì sao anh chọn câu B? Dạ, linh cảm ạ. Linh cảm. Không biết linh cảm lần này có giúp em mang lại phần thưởng với chương trình hay không? Mời em lắng nghe đáp án. Chủ trương dùng chữ Nôm thay cho chữ Hán là một chủ trương mới mẻ, thể hiện tinh thần dân tộc và tự cường văn hóa. Trong lịch sử Việt Nam, vua Quang Trung là vị vua chính thức ban sắc lệnh dùng chữ Nôm thay cho chữ Hán trong công văn chiếu sắc của triều Hồ và triều Tây Sơn. Như thế đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án A, vua Quang Trung. Rất tiếc bạn ơi, đáp án mà bạn vừa đưa ra không trùng với đáp án của chương trình. Hồng Phượng biết rằng bây giờ bạn đang rất là tiếc lắm và cũng rất là buồn lắm. Nhưng mà bạn ơi, bạn cũng đừng buồn quá, bởi vì bạn vẫn có thể đến với chương trình quà tặng tri thức trong những lần sau nữa. Bạn có đồng ý không? Đâu, anh em chúng ta sẽ gặp nhau thêm một lần nữa thì sao? Dạ, nhưng mà em thấy rằng mình cũng may mắn hơn các bạn khác là mình đã đến với chương trình đã 2 lần rồi ạ. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phượng lần thứ 3. Vâng, Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng rất là vui khi mà nghe bạn nói như thế. Xin cảm ơn bạn đã đến với chương trình của chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn người bạn nhỏ của chúng ta đã đến với chương trình. Và quý vị thấy không, rõ ràng rằng khi chúng ta mất một cơ hội này, chúng ta vẫn có thể tạo tiếp tục cho mình một cơ hội khác bằng cách tiếp tục nhấn số điện thoại vào tham gia vào chương trình chúng tôi. Và hy vọng rằng
những lần sau chúng tôi sẽ được gặp lại tiếp tục quý vị ở những chương trình khác. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở lại với trường quay, gặp gỡ với 36 người bạn nhỏ của chúng ta, cùng nhau bước tiếp vào vòng 2 của chương trình Quà tặng tri thức. Xin mời. Vui lòng chờ một chút. Đến mức nào? Vì đây là Thái Lan. Amazing Thailand Grand Sale 2007, thiên đường mua sắm. Chào các bạn ơi, chúng ta đang đến với vòng 2 của trò chơi truyền hình Quà tặng tri thức. Để các bạn trải qua vòng 1 thì đến vòng 2 chúng ta còn tất cả là 36 thí sinh. Và 36 thí sinh này sẽ thi với nhau để giành quyền lọt vào vòng 3. Vòng 3 cực kỳ hấp dẫn, bởi vì nếu được lọt vào vòng 3 và nếu trả lời chính xác câu hỏi của vòng 3, chúng ta sẽ được nhận 30 triệu đồng lận. Cho nên cố gắng nha. Nào, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng với 36 thí sinh bước vào vòng 2 của chương trình. Đây, vòng 2 với câu hỏi hơi khó hơn một chút. Các bạn nghe đây. Câu hỏi vòng 2 có nội dung như sau. Ai là tác giả của hai bản trường ca Iliad và Odyssey? A. Aesop. B. Sophocles. C. Homer. D. La Fontaine. 10 giây bắt đầu. Hết thời gian. Tất cả các bạn, mỗi bạn đã tự chọn cho mình một đáp án. Và bây giờ chúng ta xem nha, để xem mỗi đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có tất cả là 0 bạn. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 8 bạn. Và đáp án D có 27 bạn. Như vậy đáp án D là đáp án được các bạn lựa chọn nhiều nhất. Và như vậy thì xác suất chính xác của đáp án D có vẻ cao. Thế nhưng không phải lúc nào sự lựa chọn nhiều nhất cũng là chính xác đâu. Nào bây giờ chúng ta xem đáp án nào đúng đây. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó là đáp án C. Chúc mừng 8 bạn đã có đáp án C và 8 bạn đã được lọt vào vòng 3 của chương trình. Rất lấy làm tiếc phải chia tay, tất cả 28 bạn đã không chọn đáp án C. Kính thưa quý vị, nhà văn, nhà thơ Hy Lạp thời cổ đại Homer chính là tác giả của hai bản trường ca Iliad và Odyssey. Như vậy thì 8 bạn chúng ta chuẩn bị bước vào vòng 3 nha. Còn bây giờ chúng ta hãy đến phim trường của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để xem vị khán giả may mắn tên là gì. Vâng, cảm ơn anh Quách Hồi Ninh. Và chúng tôi cũng đang rất muốn biết tên của vị khán giả may mắn cuối cùng là ai. Thế nhưng chúng tôi vẫn phải xin chúc mừng 8 người bạn nhỏ của chúng ta đã trả lời thật xuất sắc câu vừa rồi để tiến đến gần hơn với phần thưởng là 30 triệu đồng. Vậy thì anh Nghĩa, còn bây giờ thì chúng ta còn chần chờ gì nữa, nếu không nhanh chóng chọn ra phiếu thăm may mắn thứ hai để tìm xem ai sẽ là chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai đây. Rồi, quay lồng cầu và sau đó rút ra một lá phiếu. Lá phiếu nào đây? Đại Nghĩa sẽ bóc một lá phiếu nằm tuốt dưới đáy lồng cầu. Có rồi. Rất nhiều những lá phiếu. Và sau khi đảo rất là nhiều lần, Văn Nghĩa của chúng ta đã chọn ra được phiếu thăm may mắn thứ hai rồi. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0613 984 570. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này.
Thưa quý vị, vị khán giả đầu tiên của chúng ta đã lựa chọn đó là bản logo số 8. Như thế chúng ta vẫn còn tới 7 bản logo. Phần quà cũng không kém phần hấp dẫn. Chúng ta chờ xem vị khán giả tiếp theo sẽ lựa chọn cho mình phần quà nào nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai nhé. Xin chào bạn ạ. Alo. 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 Xin hỏi có đường dây, có ai ở bên đường dây bên kia không ạ? Có lẽ là... Alo. Bây giờ quá. Thì chúng ta đã bắt được tín hiệu rồi. Xin chào vị khán giả thứ hai ạ. Xin chào anh nhớ. Dạ, xin chào chị. Chị ơi, chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Tên là Nguyễn Thị Kim Hoa. Tên là Nguyễn Thị Kim Hoa. Vâng, xin chào chị Hoa. Chào chị. Vâng, và chị ơi, chị có thể cho mọi người được biết rằng công việc hiện giờ của chị là gì không ạ? Em ở nhà nội trợ làm vừa trông con. Vâng, và Hồng Vượng nghĩ rằng bây giờ cả gia đình đang ngồi bên cạnh để ủng hộ chị. Còn bây giờ thì trước khi lắng nghe câu hỏi của chúng tôi, xin mời chị hãy chọn một trong 7 bảng logo đang có mặt ở đây. Chị chọn logo số mấy ạ? À? Chọn logo số 4. Logo số 4. Và chúng ta cùng khám phá thử xem phần quà đó là gì nào. Đó là một chiếc đầu đĩa DVD. Một phần quà rất là hấp dẫn đúng không chị? Và bây giờ chị hãy tập trung lắng nghe câu hỏi của chúng tôi nhé. Câu hỏi dành cho chị như sau. Bóng chày có nguồn gốc từ quốc gia nào sau đây? Chị có 4 sự lựa chọn: A. Pháp, B. Brazil, C. Panama, D. Mỹ. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Alo. Chị ơi, chị còn ở bên đường dây bên kia không ạ? Alo. Có lẽ rất tiếc là vì một sự cố kỹ thuật nào đó mà chị ấy đã buông máy rồi. Và anh Nghĩa ơi, có lẽ là bây giờ Hồng Phượng nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục với cuộc chơi bằng cách quay trở lại phim trường đúng không anh Nghĩa? Nhưng mà trước khi quay ra phim trường thì chúng ta vẫn phải công bố kết quả của câu hỏi vừa rồi cho quý vị khán giả được biết. Mời Hồng Phượng. Đáp án của chúng tôi như sau. Bóng chày còn được gọi là bóng cứng để phân biệt với các môn thể thao khác. Đây là trò tiêu khiển của Mỹ do có nguồn gốc từ Mỹ. Ở Mỹ, bóng chày được quan tâm và yêu thích hơn cả môn thể thao vua là bóng đá. Và rất tiếc là vị khán giả may mắn vừa rồi đã không kịp lắng nghe đáp án của chúng tôi. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng đáp án này đã đem đến cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ một kiến thức mới. Còn bây giờ thì mời quý vị, chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường gặp gỡ với 8 người chơi tại đây. Và chúng ta hãy cùng chờ xem trong 8 người chơi này có bao nhiêu người sẽ là chủ sở hữu phần quà trị giá 30 triệu đồng. Nào, xin mời! Nào các bạn ơi, chúng ta đang đến với vòng 3 của chương trình quà tặng tri thức của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị và các bạn, ở vòng 3 của chương trình hôm nay hứa hẹn sẽ rất là gay cấn đi. Bởi vì nếu như trả lời chính xác câu hỏi của vòng 3 này thì các bạn thí sinh sẽ nhận được tới 30 triệu lận. Nào, chúng ta hãy gặp gỡ một trong 8 bạn đã được lọt vào vòng 3. Xin mời bạn số 50. Dạ thưa anh, em tên là Đỗ Minh Tâm, học sinh trường trung học cơ sở Trần Phú. Bạn Đỗ Minh Tâm, bạn đã được lọt vào vòng 3 bởi vì bạn khẳng định rằng Homer chính là tác giả của hai bản tường ca Iliad và Odyssey. Thế tại sao bạn không chọn những người khác mà bạn chọn Homer? Dạ thưa anh, em chọn Homer bởi vì trong một lần em đọc một quyển truyện của Jules Verne là có đề cập đến hai bản tường ca Iliad và Odyssey. Và trong quyển truyện đó đã khẳng định Homer là tác giả của hai bản tường ca này. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta thấy rằng các bạn ấy rất xứng đáng được lọt vào vòng 3 và rất xứng đáng để thi đấu với nhau xem ai nhận được 30 triệu đồng nha. Bây giờ chúng ta nghe nội dung của câu hỏi số 3 như sau. Ai được xem là ông tổ của súng thần công? A. Hồ Nguyên Trừng, B. Hồ Hán Thương, C. Hồ Quý Ly và D. Hồ Ngụy Thức. 10 giây bắt đầu. Thank you.
cho. Nào, bây giờ chúng ta xem nhá. Ở mỗi đáp án sẽ có bao nhiêu bạn chọn đây. Ở đáp án A có tất cả là 7 bạn. Đáp án B không có bạn nào cả. Đáp án C có 1 bạn. Và đáp án D không có bạn nào. Căng thẳng đây. Nếu như đáp án B chính xác thì 8 bạn ngồi trên đây không bạn nào được nhận 30 triệu cả. Và nếu như thế, nếu điều đó xảy ra thì 30 triệu này sẽ được gộp vào chương trình sau. Và chương trình sau, bạn nào trả lời chính xác câu hỏi số 3 sẽ nhận được 45 triệu. Để xem đáp án nào chính xác nha. Đáp án chính xác của câu hỏi này đó là đáp án A. Chúc mừng 7 bạn đã có đáp án A. Như vậy thì mỗi bạn sẽ nhận được một phần học bổng trị giá 4.285.000 đồng. Bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ các bạn ấy xem tại sao các bạn ấy lại chọn phương án đúng, phương án A nhé. Xin mời bạn, bạn số 23. Xin mời bạn. Dạ, thưa anh, khi trước đây khi mà đọc một quyển truyện tranh của tuyển tập Thần Đồng Đất Việt thì tập đó đề cập đến vị tổ sư của Súng Thần Công là Hồ Nguyên Trường, theo em nhớ thì là vậy. Cho nên em chọn đáp án A. Rất là chính xác, bạn ấy đã đọc truyện Thần Đồng Đất Việt cho nên bạn ấy đã tiếp thu thêm một kiến thức, đó là ông tổ của Súng Thần Công chính là Hồ Nguyên Trường, và bạn ấy đã xứng đáng nhận được phần học bổng 4.285.000 đồng. Xin chào quý vị, vào thời kỳ năm 1400 đến năm 1407, trong khi trên thế giới còn đang thai nghén về súng Đại Bác, thì Hồ Nguyên Trường đã đúc ra được Súng Thần Công. Loại vũ khí này sau đó đã được sử dụng rộng rãi tại nước ta trong vài trăm năm. Vâng, và bây giờ xin mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy trở lại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục chứng kiến phần dự thi của quý vị khán giả tiếp theo. Xin chúc mừng 7 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 30 triệu đồng. Thật là hấp dẫn đúng không anh Nghĩa? Và không chỉ các bạn ở phim trường không đâu, mà ngay cả Hồng Phượng cũng đang rất là hồi hộp. Và Hồng Phượng thấy rằng hả, khi mà 7 người bạn của chúng ta đáp đúng câu hỏi thì Hồng Phượng thở phào nhẹ nhõm. Còn bây giờ thì chúng ta đừng để quý vị khán giả đang ngồi theo dõi chương trình ngay tại nhà chờ đợi lâu. Chúng ta hãy cùng tìm xem ai là người may mắn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Hồng Phượng sẽ làm nhiệm vụ của mình, đó là quay vòng cầu và đảo đều tất cả những lá thăm để nhanh chóng chọn ra vị khán giả may mắn thứ ba. Và đây là phiếu thăm may mắn thứ ba, và bây giờ xin mời anh Nghĩa. Thưa quý vị, số điện thoại mà Đại Nghĩa cầm trên tay là số 065 0760 725. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Xin một phần kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng. Và anh Nghĩa ơi, anh vẫn chưa chúc mừng 7 người bạn của chúng ta. Hôm nay có vẻ như là những người tham gia chơi phim trường đã rất may mắn. Thế nhưng còn những quý vị khán giả theo dõi chương trình ngay tại nhà thì vẫn chưa may mắn lắm đúng không Phượng? Hai vị khán giả đầu tiên, một bạn thì mặc dù quay trở lại với quà tặng tri thức hai lần nhưng mà vẫn không trả lời đúng, đành phải gửi chiếc TV trở lại với chương trình. Còn vị khán giả thứ hai thì đứt liên lạc nửa chừng, thành ra thật là đáng tiếc. Rất là đáng tiếc. Vậy thì bây giờ chúng ta còn chần chờ gì nữa, nếu không nhanh chóng làm quen với vị khán giả may mắn thứ ba. Xin chào bạn ạ. Hello, xin chào. Dạ, xin chào anh hãy giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Tôi tên là Huỳnh Văn Hoàng, hiện ở số 25 Nguyễn Nhân Tiết, khu phố Bình Hòa, thị trấn Lý Thiêu, tỉnh Bình Dương ạ. Công việc hiện tại của anh là gì ạ? Phụ nhà buôn bán với vợ. Anh phụ buôn bán với bà xã của anh. Có thể cho đại nghị hỏi rằng anh buôn bán thứ gì được không? Mình bán chè. Anh bán chè. Đó là món chè gì vậy anh? Bán chè Huế. Chè Huế. Chè Huế. Chè Huế có phải là một đặc sản của Huế không anh? Đúng rồi, sản miền Trung. Chè Huế thì có rất là nhiều loại, vậy không biết rằng trong tất cả những loại chè của Huế thì loại chè nào là đặc sản nhất anh hả? Nếu về đặc sản thì Huế nó cũng nhiều lắm, nhưng ở đây thì em cũng có bán cái chè như đặc sản nhất là chè bắp của Huế đó.
Bắp cồn hến. Một cái tên rất là lạ, anh có thể nói rõ hơn về cái tên của món chè này hay không ạ? Cái món chè này tức là cái trái bắp á, người ta trồng ở trong cái cầu hến á, người ta lấy vô ta nấu. Nếu mà có dịp quay trở đến với chỗ của anh thì chắc chắn rằng Đại Nghĩa Hồng Phượng sẽ đứng nhà ăn thử món chè này thôi, bởi vì lần đầu tiên nghe cái món chè này rất là lạ. Còn bây giờ thì xin mời anh hãy chọn một trong 6 bảng logo còn lại của chúng tôi. Ngoài trừ logo số 4 và logo số 8 anh nha. Số 5 ạ. Logo số 5. Và bây giờ chúng ta cùng xem logo số 5 phần quà đó là gì nào. Đó chính là một chiếc điện thoại di động. Một phần quà rất là hấp dẫn và đây cũng là một sản phẩm rất là phổ biến cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì Hồng Phượng biết rằng anh đang rất hồi hộp và đang chờ đợi lắng nghe câu hỏi của chúng tôi. Trước khi đến với câu hỏi này thì xin phép để Đại Nghị hỏi anh thêm một câu nữa. Đó là anh có phải là một người đam mê thể thao hay không? Rất đúng ạ. Tôi rất là hâm mộ thể thao và nhất là đội tuyển Việt Nam mình đó. Tức là anh đam mê bóng đá đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi này cũng là một câu hỏi về đề tài bóng đá. Hy vọng rằng anh sẽ trả lời thật chính xác câu hỏi này nha. Trận bóng đá giao hữu quốc tế đầu tiên ở nước ta diễn ra vào năm nào? Có 4 sự lựa chọn dành cho anh. A năm 1901, B năm 1903, C năm 1905 và D năm 1907. Anh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Câu này là câu hơi lâu quá rồi chứ còn sao? Đáp án nào ạ? Câu B. Câu B. Câu B. Không biết câu B có phải là đáp án đúng hay không. Và bây giờ mời anh hãy lắng nghe. Năm 1896, người Pháp du nhập bóng đá vào Việt Nam. Lúc bấy giờ bóng đá vẫn còn mới mẻ, chưa được phổ biến và yêu thích nhiều. Năm 1905, đội bóng của chiến hạm Anh mang tên King Alfred ghé thăm Sài Gòn và đã đấu giao hữu với một đội gồm những cầu thủ người Pháp và người Việt. Đây là trận đấu mang tính quốc tế đầu tiên ở nước ta. Như thế đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án C chứ không phải là đáp án B. Anh tiếc quá. Rồi, rất là tiếc bởi vì đáp án của anh đưa ra đã không trùng với đáp án của chương trình. Nhưng dù sao thì chúng tôi vẫn xin cảm ơn anh đã đến với chương trình Quà Tặng Tri Thức tối ngày hôm nay. Và Hồng Phượng và Đại Nghĩa xin hẹn gặp lại anh trong những lần sau. Anh thân mến, trước khi chia tay với anh thì bởi vì Đại Nghĩa nghe anh nói rằng anh là một người đam mê thể thao và ủng hộ rất nhiệt tình cho đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta. Và ngày mai thì đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ đá với đội Iraq. Thế thì theo anh có dự đoán gì hay không? Theo tôi thì Việt Nam có thể thắng. Việt Nam chúng ta còn đi xa nữa. Vâng, và hy vọng là Việt Nam sẽ đi đến cuối cùng. Đại Nghĩa cũng như anh và tất cả mọi người yêu thể thao đều cũng hy vọng rằng Việt Nam sẽ chiến thắng trong trận đấu ngày mai và xin chúc cho đội tuyển Việt Nam giành được nhiều chiến thắng. Xin cảm ơn và xin tạm biệt anh. Quý vị thân mến, như vậy 30 phút của chương trình trôi qua thật là ngắn ngủi và bây giờ Hồng Phượng, Đại Nghĩa và tất cả những người thực hiện chương trình phải tạm chia tay với tất cả quý vị thôi. Quý vị nào trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, đừng quên liên lạc ngay với công ty cổ phần Lastar, số 23 đường Phùng Khắc Khoan, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau phát sóng vào tối thứ tư lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.